nhiều quá em ngồi ơi. Thư ơi con đâu rồi Thư? Đứng lên con. Hello cái nhà đi Thư. Bố mẹ hiểu không? Rồi em ơi, xin gái theo hoa đi. Rồi từng đêm lẻ nhìn nhau trao vài câu hỏi hàng âm đồng, chẳng cần nhung gấm giàu sang thiếu gì đâu nơi anh tấm lòng. Đồng bằng sông nước mình này đâu có thua xa gì phố đô thành, coi mà như có thương thì anh phải lo tính sao cho đành. Anh ơi nắng mưa dài dâu về nhà xin má rút con dâu, em thương với anh mình anh thôi cho đến khi ta bạc mái đầu. Mong sao tâm thân sẽ trao về người trân quý trái tim em son vàng, nắm lấy nếu tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi cao. Chẳng cần nhung gấm giàu sang thiếu gì đâu nơi anh tấm lòng, đồng bằng sông nước mình nay đâu có thua xa gì phú đô thành, coi mà như có thương thì anh phải lo tính sao cho đành. Anh ơi nắng mưa dài dâu về nhà xin má rút con dâu, em thương với anh mình anh thôi cho đến khi ta bạc mái đầu. Mong sao tâm thân sẽ trao về người trân quý trái tim em son vàng, nắm lấy nếu tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi cao. Anh ơi nắng mưa dài dâu về nhà xin má rút con dâu, em thương với anh mình anh thôi cho đến khi ta bạc mái đầu. Mong sao tâm thân sẽ trao về người trân quý trái tim em son vàng, nắm lấy nếu tay dắt em dù qua mấy sông hay trái tim nhớ thương mỗi em thôi. Anh thề là sẽ luôn ở bên nếu em không từ chối. Nói mấy câu hẹn thề ngọt trên môi, ai còn tin những thứ xa xôi? Có lẽ phải tìm cách tỏ tình khác thôi. Em mà cuộc sống như đóa hoa nay sắp nở mai tàn, yêu làm mọi thứ trên thế gian, sống vui khi ngày tháng mình lo lắng cho nhau thì cần là mình cần tình yêu giữa ngân hà. Một lần hay tin những yêu thương thật thà. Rồi tính sau, anh thề là trái tim nhớ thương.
mọi thứ trên thế gian. Trong quý khi ngày tháng mình lo lắng cho nhau cây cành lá. Người cần tình yêu giữa ngân hà, một lần hay tin những yêu thương thật thà của anh. Các bà, cô dì, chú bác, và họ nhà trai và họ nhà gái, kính thưa các vị quan khách, sau một thời gian tìm hiểu giữa cháu Hồng Sơn và cháu Hồng Phúc, hai cháu đã quyết định đi đến kết duyên hạnh phúc trăm năm. Được sự thống nhất, đồng thuận của hai gia đình họ nhà trai và họ nhà gái, cũng như sự nhất trí của chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình long trọng tổ chức lễ tân hôn. Cũng như đối với hai gia đình chúng tôi, không biết nói gì hơn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt, sự hiện diện của tất cả các vị đại biểu, các vị quan khách đã có mặt tại hôn trường này. Yêu làm mọi thứ trên thế gian, sống vui khi ngày tháng mình lo lắng cho nhau cây cành lá. Người cần tình yêu giữa ngân hà, một lần hay tin những lời yêu trao về em. Anh thề là trái tim nhớ thương mỗi em thôi, anh thề là sẽ luôn ở bên nếu em không từ chối. Nói mấy câu hẹn thề ngọt trên môi, ai còn tin những thứ xa xôi. Có lẽ phải tìm cách tỏ tình khác thôi. Em mà cuộc sống như đóa hoa, yêu làm mọi thứ trên thế gian, sống vui khi ngày tháng mình lo lắng cho nhau cây cành lá. Người cần tình yêu giữa ngân hà, một lần hay tin những yêu thương thật thà của đây xin phép được hoàn tất. Xin được mời hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng tiến về phía dưới trung tâm sân khấu. Giờ đây bánh kem ngoài trắng trong vàng cắt ra chứng tỏ rằng nàng cũng yêu anh. Và với nghi thức này thì xin chúc cho hai bạn sẽ mãi được gắn kết ngọt ngào sẻ chia, sẽ mãi như chim liền cánh, như cây liền cành. Và xin mời tân lang và tân gia nhân, chúng ta sẽ cùng trở về phía dưới trung tâm sân khấu. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có mặt tại nơi đây là để chúc mừng cho đôi bạn trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Chính vì vậy, rất mong toàn thể chúng ta sẽ cùng rót tràn đầy ly thức uống một lần nữa để cùng chúc mừng cho đôi nương trong buổi trưa ngày hôm nay, được không thưa quý vị? Và quý vị đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, xin chúc mừng! Tâm trí không thôi, trong tâm trí thôi, rồi người ta không đồng ý, không biết sao.
sẽ như thế nào. Có thể nằm nhà chán cháu, nước mắt như suối cứ tuôn, con tim bé bỏng tổn thương. Người bao trước phải đắt lóc mèo, tiệm mặc kêu. Người lại đi tìm trai nói đều, em muốn đều. Người làm bao chàng trai thuần thức cái em hàng vàng, có tim dắt nhau tìm trốn em nè. Từ trước đó thì xin mời tiếng hát của anh Phương với một ca khúc tự chọn của mình trong buổi trưa ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời ạ. Và sau tiếng hát của anh Phương sẽ là tiếng hát của dì Loan chuẩn bị ạ. Hãy subscribe.
và hồng phúc của chúng ta là minh chứng cho thông điệp ấy. Kính thưa quý vị, tiệc cưới giữa đôi gương Hồng Sơn và Hồng Phúc cùng tiến lên lễ đài hạnh phúc. Xin một tràng pháo tay thật lớn chào mừng quý vị. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ các đã có anh làm chồng. Kính thưa quý vị thân mến, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính không cha. Tình tạo số ôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Đôi gương của chúng ta có được niềm hạnh phúc trọn vẹn như hôm nay không thể không nhắc đến những đấng sinh thành dưỡng dục của mình. Và xin mời toàn thể quý vị lại dành một tràng pháo tay cực lớn cực đồng nhiệt để chào đón gia đình hai họ. Chúng tôi xin trân trọng kính mời họ nhà trai là ông Ngô Hồng Hòa và bà Lương Thị Lan. Và chúng tôi đồng trân trọng kính mời họ nhà gái là ông Nguyễn Hồng Sen và bà Bùi Thị Tuyết Nhung cùng tiến về phía sân khấu. Xin một tràng pháo tay cực lớn cực đồng nhiệt nữa cho quý vị. Nghĩa mẹ hiền sâu tựa biển khơi, dù cho dân trọn một đời cũng không trả nổi ơn người sinh ta. Kính thưa quý vị thân mến, trên sân khấu bây giờ là sự hiện diện của hai gia đình cùng cô dâu chú rể. Xin đồng hành ra mắt và thưa quý vị khách quý, và xin gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành và lời chào nồng nhiệt nhất. Quý vị xin thay mặt hai gia đình cùng cô dâu chú rể xin tri ân lớn toàn thể quý vị khách quý đã không ngại đường xá xa xôi dành tình cảm yêu thương đến chung vui cùng đại gia đình. Và chắc chắn trong quá trình các máy ảnh có thể lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này của cô dâu chú rể với bạn. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng son sắt giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Và tiếp theo xin mời đôi gương tiến tới cắt ly hạnh phúc để thực hiện nghi thức vui đùa sang năm. Nhà thương này cô em gái có nhớ anh?
con ông ba hủ tiếu chai. Giờ em cho ai, anh tặng cho ai. Chạy ngay luôn.